Ngày 1 tháng 11 năm 1965, thủ đô Sài Gòn chứng kiến cuộc duyệt binh trọng thể của quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới quyền chủ tọa của Trung tướng Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia. Đặc biệt vì số quân nhân và đơn vị quân lực tham dự cuộc diễn binh đông đảo hơn mọi năm, khiến các tướng lãnh duyệt qua hàng quân tới 20 phút. Ngoài các đơn vị chủ lực quân, còn có nhiều đơn vị bán quân sự và các lực lượng võ trang nhân dân tham dự. Đặc biệt vì bên cạnh các chiến binh Việt Nam còn có hải lục không quân của nhiều quốc gia đồng minh, một sự kiện chỉ năm nay mới có. Cuộc diễn binh đã diễn ra trong ngày quốc khánh này để kỷ niệm 2 năm của cách mạng 1963, kỷ niệm giữa lúc cuộc kháng chiến chống Cộng đang chuyển qua giai đoạn quyết liệt với những chiến thắng vang dội quốc tế. Tới dự khán cuộc diễn binh này, ngoài các yếu nhân trong chính phủ và quân đội cùng ngoại giao đoàn, còn có nhiều đại diện các đoàn thể nhân dân, các nhân sĩ, Việt Kiều ở hải ngoại về và các tướng lãnh đồng minh cùng một số dân chúng kỷ lục. Chia vui với vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa trong ngày quốc khánh, các tùy viên quân sự tại các sứ quán đã tham dự buổi tiếp kiến trọng thể tại phủ Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia. Thay mặt quốc gia và quân đội, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu đã nồng nhiệt đón tiếp các quan khách tham dự buổi tiếp tân chào mừng ngày quốc khánh 1 tháng 11 của Việt Nam Cộng Hòa.